Vừa rồi là một cách thoát khỏi khi các bạn bị bắt cóc mà mẹ học ở trên TikTok các bạn ạ. Chứ không phải là mẹ bị bắt cóc đâu. Thật ra là mẹ vừa mới ngủ dậy xong. Tràn đầy năng lượng. Và video ngày hôm nay thì mẹ sẽ làm về chủ đề 24 giờ ở nhà chống dịch nha. Và các bạn xem, có rất nhiều bạn thắc mắc là một ngày mẹ ở nhà sẽ ra sao đấy. Thế nên hôm nay các bạn hãy xem hết video này của mình nha. Bây giờ chúng ta sẽ phải đi đánh răng và chuẩn bị đồ ăn sáng thôi. Yeah. Ta-da. Mẹ đã đánh răng rửa mặt xong rồi và bây giờ mẹ sẽ xuống bếp để nấu ăn. Có trứng này và xúc xích và một ít hạt vừng đen, bánh mì và không thể thiếu phô mai. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm thôi. Yes. Một video TikTok biến hình. Lâu lắm rồi mới quay video TikTok luôn. Các bạn đợi nhé. Dừng lại. Vậy là mình đã xong phân cảnh đầu tiên rồi. Bây giờ chỉ cần biến hình xinh đẹp thôi. Bây giờ mình sẽ đi trả chút lại bản thân nha. Mình nghĩ là việc đầu tiên biến hình xinh đẹp thì chúng ta phải có một bộ tóc thật là đẹp đã. Trời ơi, tóc mây sâu kinh khủng luôn nè. Lại còn rối nữa chứ. Mày đã dinh về ngay bộ sản phẩm. Wow. Bộ sản phẩm chăm sóc tóc của Tsubaki. Bây giờ mày sẽ phải đi chăm sóc tóc ngay thôi. You say a thousand words, just enough to fill my ear. Tiếng ở Nhật nha, mày thấy có rất nhiều bạn review luôn ý. Các bạn ơi, vì thuộc tập đoàn Shiseido Nhật nên chất lượng rất là xịn sò mà giá cũng phải chăng. Bộ này mày mua chừng hơn 350k thôi các bạn ạ. Ôi các bạn ơi, có tất 3 sản phẩm liền mà mày cảm thấy là sản xuất tại Nhật Bản luôn nhá. Trời ơi, nghe thế thì quá hời luôn rồi còn gì nữa. Ngoài hai chai gội xả như bình thường thì có thêm cả kem dưỡng nữa các bạn ạ. Kiểu để cung cấp thêm dưỡng chất và khoáng lại để tóc được phục hồi tốt hơn. Nghe mà cứ như là skincare các bạn nhở. Nghe ba bước nhiều vậy thôi chứ gội siêu nhanh luôn các bạn ạ. Vì nước dầu xả và kem không cần chờ dưỡng chất thấm 1 hay 3 phút gì đâu các bạn ạ. Vì đã có công nghệ thẩm thấu nhanh của độc quyền của nhà Shiseido ấy. Gội xong ạ, ôi giời ơi, tôi nói sướng ơi là sướng. Tóc siêu mềm mượt luôn mà mùi còn thơm nữa. Mà thơm rất là lâu luôn, thế các bạn hãy nên mua nha. À ngoài ra, bạn nào tẩy tóc nhiều hư tổn thì chúng ta nên mua thêm mặt nạ tóc này nè. Các bạn ơi, khung mặt nạ tóc này có thể thay thế hấp dầu ở salon luôn đó. Ghê chưa? Đợt dịch này mây cũng hạn chế đi ra ngoài các bạn nên mây cứ làm nhà mà tóc vẫn đẹp như đi phục hồi ở salon luôn.
À mà hũ này không cần phải hấp tủ linh kinh gì 30 phút đâu các bạn ạ. Các bạn chỉ cần bôi đều và xả luôn thôi, vì cũng có công nghệ thẩm thấu tức thì. Nên là mặc dù các bạn xả ngay thì vẫn đảm bảo hiệu quả luôn. Siêu tiện, siêu nhanh luôn, mà hiệu quả thì rất là xịn các bạn ạ. Tóc rất là mềm mượt mà còn đỡ rụng nữa các bạn ạ. Lại còn có mùi nước hoa thơm thơm nữa cơ. Một tuần các bạn dùng 2 đến 3 lần là được rồi, không cần phải dùng mỗi ngày đâu. Còn bây giờ tóc đẹp rồi, mình sẽ make up và tiếp tục làm video TikTok thôi. Vậy đã xong giờ các bạn ơi, có bạn nào muốn xem thành quả không? Thành quả sẽ là đây. Trời ơi, bữa trưa ngày hôm nay Mây đang thèm ăn lẩu. Nhưng mà hôm nay thực hiện 24 giờ ở trong nhà cơ mà. Trời ơi, thèm quá đi. Mây nhớ ra rồi, trong tủ Mây có một món này hay lắm nè. Các bạn ơi, Mây không thể ăn lẩu nhưng mà Mây nhớ ra trong tủ đồ ăn của Mây có một hộp lẩu tự soi. Cái thương hiệu Hadi Lao đấy. Trời ơi, đúng đi. Bây giờ chúng ta sẽ khám phá bên trong xem có gì nhá. Nhìn rất tầm thường đấy, nhưng mà nó không phải tầm thường một chút hết. Chính cái túi này có thể đun sôi cái nồi lẩu của Mây. Mây cũng không biết trong này là cái gì, nhưng mà đến phần này các bạn nên làm cẩn thận nha, không phải sẽ dễ bỏ ngoài vì khói bốc lên làm mình tay mình sẽ bỏ. Bây giờ mình đổ nước rồi nhanh tay cho hộp mì lên nhẹ, đậy nắp vào rồi đợi trong giây lát thôi. 10 phút mấy thì 10 phút làm thân ăn. A few moments later. Ôi các bạn ơi, chính là này các bạn nhìn xem, có rất nhiều thứ trong đây luôn, có cả thịt bò này, đây thịt bò này, miến này, rồi các loại rau củ nữa, nó cả nhìn cái này như kiểu bim bim ấy, nhưng mà nó là nãy mới ăn thử nó là một cái bì rồi, các bạn rất là dài. Ôi, các bạn ăn cùng Mây nhá. Trời ơi, quay TikTok xong rồi thì đói luôn. Mày đã vừa ăn trưa no nê rồi, bây giờ Mây sẽ ra chăm sóc cây cảnh vì Mây rất là thích hoa. Nhưng mà Mây trồng thì ít hoa nở lắm, có mỗi cái lan này nở thôi. Đây cái lan này này, đây này. Đấy, thấy không? Đây, mình sẽ tưới cây nha. Thấy không, quay nước nhà Mây nó phải kiểu đấy. Đó. Sân hơi bẩn các bạn ơi, chờ tưới cây xong thì Mây sẽ đi cái sân. Sáng giờ quên mất luôn đấy. Mẹ bầu nè, mẹ bầu này đang đòi ăn lắm thì mới quấn quýt Mây này, bình thường không ấy đâu. Đây các bạn ơi, trời ơi, các bạn thấy không, trời ơi, biết nịnh lắm luôn ấy. Nhưng mà ngày hôm nay mình muốn cho các bạn xem thế này. Hello, how are you? Nấm hương và cà rốt xúc xích.
và ngô ngọt, đậu bắp và trứng. Mình sẽ bắt đầu thôi. Các bạn thấy một ngày của mình như nào, các bạn hãy comment bên dưới cho mình biết nha. Và đừng quên là bấm nút cho đăng ký, bấm nút thông báo để nhận thật nhiều tin tức của mình nha.